bệnh viện gọi tới, nói là Mai Hằng gặp tai nạn rồi. Chị Nhất Phẩm, chị Nhất Phẩm, ai cho anh làm như vậy chứ? Chị Nhất Phẩm, người chị sợ nhất đã đứng trước mặt của chị. Thật ra không có gì đáng sợ hết. Ai cho phép anh làm như vậy chứ? Ai cho phép anh hả? Ai cho anh làm như vậy? Anh nói đi. Trần Nhất Phẩm, lúc đầu không phải vì tôi giống Mai Hằng mà cũng mới 5 lần 7 lượt giúp tôi hay sao? Liễu Thanh Dương tôi không cần, Mai Hằng đã đứng trước mặt cô nè. 5 năm rồi tôi không biết cô tại sao cứ canh cánh trong lòng chuyện của Mai Hằng. Nhưng bắt buộc cô phải thoát ra, cô nhất định phải thoát ra, cô có hiểu không? Không phải là anh chỉ vì tiền thôi hay sao? Được, tôi cho anh tiền. Tiền đây nè, tôi cho anh hết, tôi cho anh tiền đó. Lấy tiền rồi cút đi. Anh lấy tiền rồi cút đi cho tôi. Cô nhìn cô đi, cô nhìn đi. Đường đường là phó chủ tịch Minh Đức, bây giờ cô có bộ dạng gì đây? Cô có từng nghĩ nếu như Mai Hằng vẫn còn sống, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, cậu ấy sẽ nghĩ sao hả? Cậu ấy có yên lòng được không? Có yên lòng được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.